Tiền. Kênh này tạo ra để giúp bạn được giàu có hơn. Mình là Dan Nguyễn, tới từ Sky Consulting Investment, có 22 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Mỹ. Và hôm nay, mình sẽ cho bạn một cái bí mật của sự giàu có. Cái bí mật của sự giàu có là gì? Cái sự trả lời của sự giàu có là nợ. Nợ. Đúng rồi, Daniel đang nói cái chữ nợ là mình đang nợ người ta đó. Thì nhiều người người ta nghe cái chữ nợ là người ta đã nhức đầu rồi. Nghe cái chữ nợ là nó rất là xấu xa. Nhưng mà để bạn làm giàu được, bạn phải biết học cái chữ nợ này. Cái chữ nợ này nó phải sâu xa. Để bạn làm giàu được thì bạn phải hiểu cái nghĩa cái chữ nợ. Để Daniel giải thích cho bạn. Nợ nó có hai nghĩa. Nợ nó có nợ xấu và nợ tốt. Nếu bạn biết sử dụng nợ tốt thì bạn mới có sự giàu có. Nợ tốt là gì? Có nghĩa là bạn đi mượn 1 tỷ, mà 1 tỷ đó bạn làm ra được 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ. Cái đó là nợ tốt. Nếu bạn mượn cũng là 1 tỷ đó, nhưng mà bạn đi ăn xài nó, rồi cuối cùng bạn có bàn tay trắng, thì nó trở thành nợ xấu. Thì nợ, cái từ nợ đó đó, nó không có một cái gì xấu xa hết đó. Chủ yếu là cái người sử dụng cái nợ đó biết sử dụng hay không thì nó mới trở thành nợ xấu hay là nợ tốt. Bất cứ những người giàu, người ta đều có nợ, nhưng người ta đều biết quản lý nó. Người ta, lúc người ta lấy cái nợ đó, người ta biết, người ta có cách để trả cái nợ này mà còn xin lời. Còn những cái nợ xấu, những người mà không biết kinh doanh thì người ta chỉ cứ đi mượn nợ, rồi cuối cùng cái nợ đó sinh ra nợ xấu. Rồi người đó, người ta phải bán hết của cải để trả cái nợ đó. Thì đó là một cái nợ không nên có. Để trả nợ thì mình phải sắp xếp những cái nợ mình đang có, trả từ nợ nhỏ tới nợ lớn. Cái bài trước đây mình đã chia sẻ cái đó sâu xa rồi. Nếu bạn chưa coi cái video đó, nên quay lại cái video đó để xem. Thì cái bí mật mà của những người giàu, càng ngày người ta càng giàu thêm, là người ta dùng nợ. Chứ người ta không có dùng tiền cũ của người ta để người ta kinh doanh. Cho một ví dụ nữa, Elon Musk là người giàu thứ hai thế giới. Ông ta nắm trong tay cả 100 mấy tỷ đô la. Nhưng lúc ông ta mua 5 cái nhà ở California, ông vay 66 triệu đô. Chỉ có 66 triệu đô thôi. Cái con số với mình thì thấy nó rất là bự, nhưng đối với họ, ông ta thì có con số đó là giống như tiền xu, rất là ít. Nhưng mà tại sao người ta, ông là người có 100 tỷ đô la, vay 66 triệu đô ở ngân hàng để ông mua 5 cái nhà của Cali. Và nhà của Cali ông tính ra được 5 năm trôi đi á, thì cái nhà này nó tăng lên bao nhiêu phần trăm. Mà lúc mà ông vay ngân hàng 66 triệu đô đó, ngân hàng ký cái hợp đồng với ông á, là chỉ lợi nhuận á, lãi á, chỉ có 1% thôi. Nhưng mà ông biết nếu mà ông vay 66 triệu đô này 5 năm trôi đi đi, ok, thì ông sẽ đạt được tới 100 mấy triệu đô lận. Bởi vì tiền nó phải sinh ra tiền. Tại sao ông không lấy tiền của ông mà ông đi mua? Nhưng không, tiền của ông có thể đi đầu tư những chỗ khác. Nó có thể sinh ra 10-20%. Ông đi vay cái tiền này chỉ có 1% lãi à, đúng không? Nhưng mà để 5 năm trôi đi là ông đã chắc chắn đã lời nhiều rồi, lời to rồi. Bởi vì vậy thì bạn phải tính toán, bạn phải hiểu sâu về cái chữ nợ này, và bạn phải làm thân cái từ này. Cái nợ nó là vậy, nó là phải là người bạn của bạn, mà người bạn làm được tiền cho bạn thì bạn mới có thành công được. Thì bạn phải biết dùng nợ để làm tiền cho mình, chứ không phải dùng nợ để chôn sống mình, thì bạn mới thành công được. Mình tên là Dan Nguyễn, tới từ Sky Consulting Investment, có 22 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Mỹ. Những cái bài học của mình chia sẻ là những cái bài học trải nghiệm và những cái bài học của những người giàu có trên thế giới. Thì nếu bạn muốn xóa bỏ cái kiếp nghèo của bạn thì bạn phải học nó, phải sâu xa về nó, phải hiểu nó. Nếu bạn không hiểu nó thì bạn không bao giờ vượt qua được. Chào bạn, gặp bạn lại cái video kế tiếp.